Xin chào các bạn. Bóng rổ TV sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những cầu thủ đáng chú ý nhất của VBA 2020. Cái tên tiếp theo trong danh sách này là một cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa giải năm nay, Hoàng Ca. Họ và tên: Nguyễn Phú Hoàng. Ngày sinh: 17 tháng 4 năm 1989. Quê quán: Hà Nội. Thời gian tham gia VBA: 2016 đến 2019. Thành tích đã có: vô địch VBA 2018, Á quân VBA 2019. Đội bóng cũ: Hà Nội Buffalo, Cần Thơ Catfish. Đội bóng hiện tại: Thăng Long Warrior. Chiều cao: 1m76. Tay thuận, tay phải. Sở trường: những cú handle ảo diệu cùng tốc độ đi bóng nhanh khủng khiếp chính là vũ khí tối ưu nhất của Hoàng Ca. Ngoài ra, khả năng ném 3 điểm của Hoàng cũng ngày một hoàn thiện. Nguyễn Phú Hoàng chính là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong hành trình vô địch năm 2018 của Cần Thơ Catfish. Khả năng tương thích với lối chơi nhanh của đội bóng miền Tây đã khiến cho Phú Hoàng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ cao của Hoàng khiến cho các đội bóng rất khó để nắm bắt được cầu thủ này. Năm nay, khi về lại với quê nhà thủ đô và khoác lên mình màu áo đỏ của Thăng Long Warrior, Phú Hoàng hứa hẹn sẽ được chơi một cách tự do như anh đã từng tại Cần Thơ Catfish. Vòng ngoài của Thăng Long thực sự rất mạnh khi có thêm Phú Hoàng. Khả năng luân chuyển bóng tốt cùng với đó là những cú chạy cắt nhanh như điện của Hoàng sẽ khiến cho đối phương nhiều khi sẽ phải cắt cử hai người để double team với anh. Bên cạnh đó, mỗi khi chỉ cần có chút ít không gian để open shot thì Hoàng Ca sẽ trừng phạt đối thủ bằng những tình huống ném ba thân sâu.